hỏi chứ ai mà hỏi ăn cái gì, ăn cái gì là hỏi cho vừa. Đây lúc nãy đây đến này, này. Vừa sướng quá gì nè. Đấy, bọn bảo mà ăn gì đấy. Mấy đứa con rồi? Ba. Vừa ơi vì sướng đấy. Chồng đi mua ăn chiều hết cái. Chả vậy. Chiều hết cái này cái khác cái còn gì được. Vợ tiền cho mua. Nhà gần đây à? Cho chín chín kỹ vậy mày? À chín chín rồi. Đây này, cái này chín sôi sùng sục này, theo đây. Nhiều nhiều thêm nước chấm vào nhá. Thoải mái ăn thôi. Thêm nước chấm vào. Đạt nhà 10.000 con rồi. Không đạt đâu, mặc đây mặc nguyên chân mà. Mình mua mặc tươi còn nháy, mình về luộc lên à. Biết rồi. Chứ không phải mặc còn nó ngâm như ngoài chợ đâu. Mặc ngâm nó nở, nở ra to đấy ngoài chợ thôi. Mực nướng lâu nhỉ? Cá này bán bao nhiêu? Con lớn sao chứ con nhỏ? Cái này là cá gì nhỉ? Con ngon lắm, béo lắm. Cua. Cá này ngon lắm, tôi về trồng đấy, hôm nào cũng ăn. Con lớn này là 60 này, con bé 40 này, bé này.